Tại hội thi giảng viên giỏi cấp học viện lần thứ tư do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện khẳng định, muốn có được những học viên giỏi thì phải có được những giảng viên đáp ứng được công tác đào tạo cán bộ quản lý trong tình hình mới. Nhiệm vụ của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh là không chỉ trang bị kiến thức mà còn cả phương pháp kỹ năng sư phạm cho các giảng viên, để công tác giảng dạy lý luận chính trị không bao giờ rơi vào tình trạng nhàm chán. Hiện tại, Học viện đang rất chú ý đến công tác đào tạo, đặc biệt là đối với các giảng viên trẻ tham gia giảng dạy lý luận chính trị, không chỉ ở hệ thống 72 trường chính trị trong cả nước, mà kể cả giáo dục lý luận chính trị trong các trường cao đẳng và đại học. 48 thí sinh tham gia hội thi lần này là các giảng viên thuộc các đơn vị trực thuộc học viện, dự thi tại 6 tiểu ban với các chuyên ngành khác nhau trong hệ thống lý luận chính trị.